Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ ngay từ máy nén khí của điều hòa, thường được gọi là lốc hay block, là một bộ phận quan trọng của máy điều hòa, làm 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 7 tháng 11 tại một cơ sở điện lạnh chuyên buôn bán lắp ráp điều hòa mới và cũ trên phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Thời điểm xảy ra sự cố có 3 người đang làm việc. Vụ nổ bất ngờ khiến cả 3 người bị thương, trong đó có một nạn nhân sinh năm 1992, quê ở tỉnh Thanh Hóa, bị thương nặng, cơ thể không còn nguyên vẹn. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đã phối hợp với người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Được biết, cơ sở này mới hoạt động gần đây.